Hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì hôm nay mình đem đến cho anh em một cái dòng xe hai thì, người ta còn gọi là xì bo đó. Đây là có thể nói là đây là cái dòng xe huyền thoại của những biker đời trước, 7X, 8X á, còn Minh là 9X rồi. Minh là cái đời sau này, cái đời sau này mới ra rồi. Hồi xưa là chưa có cái khái niệm mà cái từ biker đâu. Hồi xưa là Minh nghe những anh lớn kể là đó là từ là khi mà đi những con xe này là gọi là dân chơi đó. Thì bây giờ đến thời điểm hiện tại bây giờ luôn thì cái dòng xì bo này á, nó vẫn đang là mẫu xe đẳng cấp được săn lùng rất là nhiều nha. Và bây giờ anh em mình ngắm xe một xíu ha. Thực sự mà có thể nói là Minh là may mắn khi là một thế hệ 9X đời cuối, nhưng mà vẫn được ngồi trên cái con xe huyền thoại này. Điều đầu tiên là cảm thấy mình là một người rất là may mắn ha. Dạ, bye bye anh. Chạy đã khác liền à, anh thử đi, nó mạnh hơn á. Rồi, bây giờ tiếp tục quay lại chủ đề chính. Như anh em mới nhìn á, thì cái đầu này anh em tưởng là xì bo 110 ha, nhưng mà thực chất là cái con này là xì bo đời 1998. Đời 1998 mà xì bo 120 á nha. Anh em biết á, tại vì sao mà người ta gọi là cái từ xì bo, su xì bo, thì nó gọi, người Việt Nam mình gọi cái từ su xì bo này bởi vì là nó là tiếng Anh của nó là Suzuki Sport Bike đó, đọc là vậy đó. Nói chung là Suzuki Sport gì đó, anh em đọc kiểu vậy. Nhưng mà về Việt Nam á, người ta biến thể thành là Suzuki Bo đó, nó là vậy đó, từ Suzuki Bo từ đó mà ra ha. Rồi đầu tiên á thì mấy cái mẫu xe này là phải đúng á, nếu mà đúng review á là phải dành cho những cái đàn anh của mình chơi rành về những chiếc xe bo này review thì nó sẽ chính xác hơn. Còn Minh là một thế hệ sau này thì Minh sẽ quay sơ lược cho anh em xem về con xe này thôi ha. Đấy, thì con xe này đã được dọn lại rất là đẹp. Con xe này đặc biệt là hải quan chính ngạch luôn, tại vì bởi vì nó hải quan chính ngạch cho nên Minh mới quay cho anh em xem. Bây giờ em quay vô cái dàn lốc máy nè, dàn ốc titan đã lên nè, phuộc ở bên trợ lực Magic nè. Đó, thấy chưa, anh em thấy có đẹp chưa, trợ lực Magic. Trời đang mưa á, nhưng mà vẫn cố gắng làm một cái clip để cho anh em xem về cái con xì bo này. Bên đây có lên heo Rambo luôn nè anh em. Ảnh vừa mới làm xe ở bên mình xong là ảnh ra ảnh kéo test xe đó. Đấy. Đây là heo Rambo nè ha, rất là đẹp. Ốc titan xịn sò hết mọi thứ. Em mới nhìn á mà ai không biết á tưởng là Suzuki Viva, đúng không? Chiếc Suzuki Viva hoặc là chính mắt những người mà không chơi xe á hả. Cái cản này thì nó em thấy giống cản gì camera? Giống cản rim. Bánh của nó nhỏ ha, mình chơi phân khối lớn quen á, thấy bánh nó nhỏ. Theo anh thấy đây là mẫu xe nhìn nó không bao giờ lỗi thời ấy. Anh thấy nó không bao giờ lỗi thời. Cái đồng hồ của nó nè, cái đồng hồ của nó thì mới nhìn tưởng đồng hồ đồ chơi đúng không? Đúng không? Mình tưởng là
đồng hồ đồ chơi. Nhưng mà hồi xưa nó vậy đó, hồi xưa cái thiết kế nó vậy đó. Hồi xưa là do cái công nghệ đúc nhựa nó chưa có. Theo mình tìm hiểu luôn thì cái con này là nó tầm 15,5 mã lực. 15,5 mã lực thì nó bằng cái con gì? Nó bằng con, nó cỡ hơn con ẹt xíu á, nếu mà tính mã lực á. Thì nó con ẹt hình như là 15-16 đúng không? Dạ không rành. Không rành hả? Anh thì chỉ biết là CB190 á. Xe mô tô CB190 thì nó có 15 mã lực thôi. Là con này có nghĩa là nó mạnh hơn con đó. Mà nó hai thì nữa, đề cực nhanh. Anh em biết tại sao mà cái con xe này á, nó không sản xuất nữa không? Nó không sản xuất là một cái điều đáng tiếc cho những anh em bơi xe. Bởi vì không đáp ứng đủ tiêu chuẩn khí thải. Và cái mẫu xe này theo mình được những anh lớn truyền đạt lại á, là nó là ngày xưa á, người Nhật thiết kế cái mẫu xe này cho người Indo, thị trường Indo. Nhưng mà vì cái tầm vóc của người Indo với lại người Việt Nam giống nhau á, và khi nhập về Việt Nam thì ở Việt Nam cực kỳ hot. Ta nói hồi xưa á, người ta ai mà có xe này là sẽ gọi là ngàn lời anh nói không bằng làn khói xì bo. Đi là cực kỳ đẹp, phải nói là cực kỳ đẹp theo cái quan điểm đánh giá của mình. Bởi vì nó đẹp là cái gì? Hồi xưa cái con này là nó là một, gọi như là một cái xe thể thao. Không có xe nào so sánh thời điểm đó, là phải nói là bây giờ so với Bendup S1000RR là không bằng, không có đủ so sánh với lại con này. Với lại cái dáng nó ngồi chở bạn gái rất là đẹp. Không, con gái ngồi lên con xe này là auto dáng đẹp luôn. Jinx, lên ngồi cho mọi người xem. Khi mà con gái ngồi lên chiếc xe này á, thì nó sẽ tôn cái dáng hơn. Lên, lẹ lên, trời mưa. Từ từ. À, thấy chưa? Rất là đẹp. Chở bạn gái ngoài đường phải nói là auto. Hẹn bây giờ mà nó hot cỡ đó thì mình nghĩ là cái thời điểm mà đàn anh của mình chơi 7X, 8X á, thì phải nói là cực kỳ đẳng cấp luôn. Khi mà lên con này hay ra đường, nó đảm bảo là biết bao nhiêu người phải ngước nhìn mình luôn. Phải bây giờ thay vì cái thời điểm của mình đi, thì những anh em chơi phân khối lớn á, chạy ngang qua cái mình phải nhìn. Còn cái xe này thời điểm đó hả, không phải nói là phải ngước nhìn luôn, chứ không phải là phải nhìn, phải ép buộc mình phải nhìn. Nó cực kỳ đặc sắc. Với lại cái tiếng bô của nó đặc trưng là rất là giòn. Tiếng bô hai thì đây, mình sẽ cho anh em nghe tiếng bô nè. Không có thể nào mà so sánh phân khối lớn với lại cái dòng hai thì đẳng cấp này được. Mỗi cái nó có mỗi khác biệt riêng. Khói không? Qua đây coi nghe khói thơm là camera. Thổi, thổi đi, thổi. Thổi khói thơm là trường sinh bất tử. Rồi à, thì bây giờ mình cũng không nói gì nhiều nữa. Bây giờ mình muốn cho mọi người ngắm chiếc xe này chạy trên đường nha. Chính đích đầu tiên đó là mình được trải nghiệm những cái con hai thì này rất là đã. Chạy nó khác phần khối lớn nhiều lắm. Mỗi cái nó có mỗi cái hay riêng. Phải nói là nước đề nó rất là mạnh. Thì cái cấu tạo của động cơ hai thì nó cũng đơn giản thôi, nó không có phức tạp như bốn thì. Đương nhiên hao xăng thì những con này phải hao xăng rồi. Bồi bối bôi, anh đẹp trai mà mang dép lào ơi. Quẹo trái. Cái con hai thì thứ năm mà mình chạy. Hồi trước mình có chạy mấy con. Hồi xưa
là chưa có khái niệm idol với trẻ biker đâu. Hồi xưa người ta chỉ gọi là thôi dân chơi. Nếu như những anh em thế hệ 7X 8X có coi được video của em, một cái đàn em gọi là sau này, thì anh em có thể góp ý cho đàn em để cải thiện hơn. Tại vì thực sự là em cũng không có rành về cái những cái dòng hai thì này nữa. Em là thế hệ 9X, là khi em sinh ra thì dòng 4 thì nó đã ra rồi. Bây giờ mình về đi, về dòng về. Anh em biết Duy Đích nói gì không? Duy Đích nói là cái khói nó thơm thiệt. Hít ít thì thơm, mà hít nhiều quá thì thơm lỗ mũi. Trường sinh bất tử đó em. Những con này đi trong phố đẳng cấp, mình chạy mai cũng nhìn nó luôn á. Anh em muốn mua con xe này á thì hãy ghé showroom của mình để mua. Giá của nó chỉ có 200 triệu chút xíu rồi, hơn 200 triệu chút xíu. Một con xe hải quan chính ngạch. Thôi bây giờ về nhà đi, mình nói chuyện tiếp. Thích kéo hả? Kéo hả? Vô đua vô, 2, 3. Quay rất là khó khăn, mưa gió nắng, không nắng thì mưa, đi quay rất là cực. Cho nên không những mình mà anh em á phải ủng hộ cho những anh em vlog mà gọi là review xe khác nữa, quay rất là cực luôn. Nhưng mà thì cái số tiền thu lại không có bao nhiêu hết, sợ không đủ tiền xăng luôn á. Không nắng thì mưa, không mưa thì nắng. Như vậy là mình đã trải nghiệm xong cái con này, thì phải nói là sau cái clip này thì mới biết là những thế hệ đàn anh của chúng ta chơi xe dữ dội như thế nào ha. Những con xe này hồi xưa cực kỳ mắc, bây giờ vẫn cực kỳ mắc. Thấy những đàn anh biker thế hệ trước chơi xe rất là đã, mà hồi xưa không có nhiều đủ điều kiện như mình đâu. Hồi xưa làm gì có nhiều xe, hồi xưa làm gì có Ed, có Win, có Z1000 thần thánh. Hồi xưa chỉ có một vài loại xe thôi, nhưng mà chơi xe cực lắm, không có nhiều đồ chơi mà cho mọi người chơi. Cái đó là theo mình biết những đàn anh kể lại thôi. Thì bây giờ mình đến tận bây giờ, những thế hệ 9X đời cuối cùng, mình 9X luôn, gần 2000 luôn á. Nếu như mọi người biết tuổi mình, 9X gần 2000, được trải nghiệm với con này thì phải nói là một con thì gọi là tốc độ nó dữ lắm. Thời điểm bây giờ mà mình chạy thấy tốc độ dữ, đề ba là cỡ Edwin là giết hết, giết hết luôn á. Cảm nhận mình là vậy. Còn anh em nào có hiểu biết thêm về cái con xe này á thì hãy comment bên dưới cho mình biết. Thì anh em nào biết thì mình học hỏi thêm thôi, đâu có gì đâu. Anh em cứ comment thoải mái, ừ cái con xe này như thế này thế kia đó, thì cứ comment bên dưới cho mình. Mình sẽ học hỏi thêm nhiều kiến thức. Tại vì mình đâu phải là mình am hiểu hết đâu. Mỗi ngày mình học một xíu, mỗi ngày mình học một xíu, thì từ từ kiến thức mình nó sẽ sâu rộng. Bye bye mọi người nha. Mọi người, tại vì ở ngoài đó mưa quá, đang quay mà tự nhiên bị mưa á, nên giờ phải vô trong ha. Thì bây giờ sẽ giới thiệu sơ sơ cho mọi người nè. Đây, cái ổ khóa của nó thì cũng giống như là mấy chiếc quay thôi. Vậy đút vô đây, đây. Đút vô đây, mở yên. Đó, đút vô đây nè, mở yên. Thì xe hồi xưa mà đâu có công nghệ nhiều như giờ. Thì đây, nhiều anh em hiểu làm xăng pha nhớt á, là có nghĩa là đổ vô cái nắp xăng rồi lấy nhớt đổ vô đây, không có đâu nha. Thì cái máy của nó vẫn là nhớt máy bình thường như xe thường. Rồi
Còn cái chỗ đây là đổ nhớt vô, nhớt nó tự pha, cái xe này nó tự pha. Đây là nhớt đổ vô đây nè, nó vô cái nắp này. Rồi đây là đổ xăng, thì vô đây nó tự pha lại, nó đẩy xuống dưới. Anh em hiểu chưa? Anh em hiểu cái nguyên lý đó chưa? Rồi đơn giản vậy thôi ha. Cho anh em xem ở trong, đó, quay cho anh em xem cái ở trong đó. Ốc sao vậy? Ốc buộc vàng. Ốc titan hết. Xe này cộp mà. Đó, rồi. Xong. Hết.